Hello các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại siêu thị xe máy Thịnh Vượng Phát ở 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình sẽ so sánh cho các bạn giữa chiếc Sirius FI và chiếc Jupiter Fin ha. Bên cửa hàng mình mới về Jupiter Fin cho các bạn rất là nhiều màu luôn, nhưng mà mình lấy cái màu đen này ra quay cho các bạn tại vì nó khá là đẹp. Bây giờ là về vấn đề giá trước nha. Thì cái con Jupiter Fin này á, hiện tại bên cửa hàng của mình đang có mức giá là 27,5 triệu đã bao gồm thuế VAT rồi. Còn cái chiếc mà Sirius FI á, hiện tại bên cửa hàng mình đối với phiên bản bánh mâm nha, mình so sánh hai phiên bản với nhau là bánh mâm thắng đĩa thì sẽ có mức giá là 25 triệu. Vậy chi thì nó sẽ chênh lệch với nhau là khoảng tầm 2,5 triệu. Thì đối với 2,5 triệu đó, các bạn nên lựa chọn Sirius FI hay là Jupiter Fin. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip này để các bạn có thể thấy được sự khác biệt của hai cái phiên bản này ha. Rồi, đầu tiên thì cả hai chiếc xe này đều sử dụng là bóng đèn halogen hết luôn, các bạn có thể thấy ha. Thì đối với con Sirius FI á, thì hai cái đèn này của nó sẽ được đặt ở trên đây các bạn nha. Đấy, hai cái đèn đề mi của nó bóng halogen. Còn đối với thằng Jupiter Fin á, thì cái đèn đề mi của nó sẽ được dời xuống dưới đây và đèn xi nhan sẽ nằm cùng với đèn xi nhan luôn. Đấy, các bạn có thể thấy nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn ha. Jupiter Fin thì mình thấy nó khá nhỉnh hơn về cái độ đẹp và cái phần mặt nạ của nó dưới này. Thằng Sirius FI nó sẽ nhỏ hơn thằng Fin, các bạn có thể thấy nha. Thằng Fin thì cái mặt nạ nó mập hơn tí xíu, dàn áo cũng hơi mập hơn tí xíu, các bạn có thể thấy. Ở dưới đây thì nó sẽ có cái hốc gió, hốc gió dưới đây, kèn dưới đây luôn ha. Con Sirius thì kèn nằm chỗ này. Đó. Ở đây thì các bạn sẽ có hai con ốc ở đây, các bạn có thể muốn gắn cái gì các bạn gắn. Đó, gắn rổ có thể gắn được. Còn thằng Jupiter Fin á thì nó sẽ có hai ốc ở đây. Ở bên Thái Lan thì nó ra mắt là năm 2017 rồi, nhưng mà tận năm 2022 thì nó mới được nhập về Việt Nam. Đây, hang ốc này thì anh em chị em thích gắn gỗ cho ba má đi chợ thì gắn ha, còn không muốn gắn cái gì thì gắn. Rồi, cả hai phiên bản này mình nói tại vì mình không có dẫn chiếc phiên bản bánh mâm của thằng này ra, lấy phiên bản màu đen của thằng bánh căm này cho các bạn xem thôi. Thì cái về thông số lớp thì hai thằng này lớp đều bằng nhau hết. Đó. Rồi, các bạn có thể thấy nè. Thằng Sirius á, cái tem logo nó chỉ dán như thế này thôi. Còn thằng Fin thì được thiết kế riêng một chỗ để dán logo. Logo 3D nó cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bạn thấy nha. Được dán một chỗ này thiết kế riêng hình tròn như này luôn để dán logo của nó. Rồi, ở trên Jupiter Fin á thì cái logo của nó là màu nhám nha các bạn. Logo 3D màu nhám cực kỳ đẹp luôn. Và cái phần thiết kế tem chỗ này cực kỳ đẹp. Còn thằng Sirius FI á thì phiên bản mà bánh mâm thắng đĩa thì nó mới được logo nổi thôi, còn không là những phiên bản khác chỉ là logo dán như thế này các bạn ha. Đấy. Rồi, tiếp theo về phần cốp nè, mình sẽ mở cốp cho các bạn xem. Cốp nha, đây là cốp của Fin nha. Còn bên đây là cốp của Sirius. Mình sẽ mở lên. À, nghe tiếng mở cốp thì thằng Fin nghe có nhẹ, có lẽ là hơi bị lớn tiếng hơn ha. Còn thằng này nghe có vẻ mở cốp tiếng mở cốp êm hơn. Rồi, về phần cốp thì các bạn có thể nhìn nè. Thằng này cốp nó cũng khá là ok, nói chung là cũng xem với nhau, nhưng mà mình cảm quan được thằng này cốp sẽ rộng hơn tí xíu so với thằng Fin. Ở thằng Sirius ha. Đấy, bình xăng thì nằm ở dưới đây. Con này cũng bình xăng nằm ở dưới đây luôn. Rồi, đây là cái quay tổng cho các bạn xem nhận định chung ha về hai cái thân hình ở phía sau của hai chiếc xe này. Đèn xi nhan, đèn hậu ở phía sau, đèn stop phía sau đó, các bạn cứ nhìn và nhận định. Riêng mình thì mình thấy là cái đèn của thằng Fin đẹp hơn ha. Đèn của Fin nó nhìn nó thể thao tí xíu. Kể cả cái dè của nó với nè, thằng này nhìn cũng thể thao hơn cái dè này. Đó, các bạn thấy xem ha. Oppo đây, màu đen hết, nhìn nhựa ha. Còn thằng bên đây, Oppo, cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp luôn các bạn, có chữ Yamaha trên đó luôn ha. Lò xo thì cũng tương tự với nhau, lò xo cũng tương tự với nhau luôn. Rồi, tiếp theo về phần tiêu hao nhiên liệu. Thì cái em Fin này á, nó sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu là 1,64 lít trên 100 km và dung tích xy lanh là 113,7 cc. Còn đối với thằng Sirius thì là 1,65 lít trên 100 km, dung tích xy lanh cũng là 113,7 cc luôn, nó chỉ nhỉnh hơn với nhau một tí xíu thôi. Đối với thằng Sirius FI này thì các bạn có thể thấy là công tắc này nọ kiểu thì cũng như nhau ha, loại bỏ công tắc đèn rồi, không còn công tắc đèn nữa. Mặt đồng hồ đây, màn hình mặt đồng hồ này đây, 1, 2, 4, thoáng, rộng rãi, thoải mái, ok nha. Đây là Sirius FI nha. Còn qua thằng Fin này thì được tích hợp chia ngăn, chia khoang, nhìn nó không bị rườm rà. Thứ nhất, thứ hai là về những cái số của nó nè, rất to, nhìn rất sướng. Cô chú anh chị nào mà mắt kém
đi ngoài đường mỗi lần nhìn những cái tốc độ nó hơi bị khó không? Cái này cực kỳ thoáng, cực kỳ đẹp, cực kỳ đã. Số nằm trên đây, xi nhan nằm hai bên hông. Còn CSP á thì xi nhan của nó sẽ nằm một chỗ thôi, bật lên nó báo nặng xi nhan thôi, còn cái này là tách biệt trái phải ha. Rồi bông no, rồi báo động cơ, báo điện bình, nếu mà điện bình của mình nó bị yếu á, nó sẽ báo đèn sáng cho các bạn biết để mình thay bình, kiểm tra bình, sạc bình này nọ ha. Đấy, nhìn rất là thoáng, nhìn rất là xịn đúng không? Nhưng cũng loại bỏ công tắc đèn luôn rồi. Loại bỏ công tắc đèn ha. Cái này loại bỏ công tắc đèn nhưng mà nhìn nó vẫn có một cái điều gì đó đẹp ha. Còn bên đây nhìn rất là kỳ các bạn, nhìn rất là kỳ luôn. Đó. Nhìn kỳ cục ghê. Rồi. Tiếp theo về ổ khóa thì không nói ha. Ổ khóa thì giống nhau hoàn toàn rồi. À, khóa cớp có yên này nọ kiểu. Và điều đặc biệt thì phim nó sẽ có một cái hộp đựng đồ ở đây rất tiện lợi cho các bạn để gói thuốc nè, để khẩu trang, để mắt kiến, nhanh tay bỏ thẳng vào đây, rất là tiện lợi. Thằng CS thì không có. Rồi, dàn áo CS các bạn thấy nè. Một cái bựng mỏng thế này thôi. Thấy chưa? Một cái bựng mỏng thế này thôi. 2,5 triệu thôi. Các bạn có một cái hộp đựng đồ. Các bạn có một cái bựng bắt ốc cực kỳ dày, cực kỳ đã. À, rất là đã ha. Nhưng điểm yếu, nếu như mà bể thì thằng này, thằng CS này sẽ không sợ bể bên trong đây. Va chạm bể vào cái bựng thai này thôi. Còn thằng này mà va chạm bể cái này thai mắc tiền hơn. Đấy. Các bạn thấy ha. Rồi, tùy vào các bạn lựa chọn nha. Rồi, cuối cùng là mình cảm quan như thế nào về hai mẫu xe này. Về động cơ thì mình không nói về động cơ nha. Động cơ thì không ai quan tâm nhiều về một con số xe số đi ở mức gọi là tầm trung hết. Đấy. Về cảm quan, mình quên nói một cái vấn đề này nữa. Thì trên cái con xe phim này á, các bạn sẽ được trang bị 2,5 triệu thì hơn nha, 2,5 triệu thì các bạn sẽ được trang bị thêm cái phanh UBS này. CS sẽ không có. Cái phanh UBS này á, là khi mà các bạn sử dụng cái phanh sau, nó sẽ phân bổ lực lên cái phanh trước nữa. Có nghĩa là nó sẽ kết hợp kiểu như là giống như thắng CBS các bạn. Thì nó sẽ kết hợp hai lực phanh với nhau, giúp cho xe các bạn thắng nó an toàn hơn, giảm cái vấn đề mà trơn trượt và chẹo bánh. Giảm thôi chứ không phải là không có nha. Đấy, rồi. Thì nhận định chung của mình, khi mà nhìn chiếc phim này ở trên mạng á, thì mình thấy nó tương tự như CSFE. Không có gì đặc biệt quá nhiều. Nhưng khi về đây với cái mức giá này hơn nhau khoảng 2,5 triệu, các bạn có được cái phanh UBS là thứ nhất. Thứ hai, học đựng đồ nhỉnh hơn tí xíu. Thứ ba, tiết kiệm nhiên liệu một tí xíu thôi. Thứ tư là dàn áo cứng cáp hơn. Thứ năm là có được cái học đựng đồ tiện lợi, tiện nghi. Đấy, 2,5 triệu này mình thấy xứng đáng để các bạn có thể nâng cấp lên chiếc phim thay vì Busios FE. Đó là cái lựa chọn của mình thôi nha. Còn nếu mà anh chị em nào mà thích những cái mẫu xe nào, cảm quan như thế nào thì hãy để lại bình luận phía bên dưới cho mình biết. Nhiều bạn nói chiếc xe này mua về cho ba mẹ đi đám cưới, đi chợ, đi rẫy, gắn cái rổ là xứng đáng. Ai trẻ thì đi CSI đẹp hơn. CSI cái chiếc phiên bản màu trắng là cực kỳ đẹp, best seller bên cửa hàng mình luôn. Đấy, về bao nhiêu là bán bao nhiêu. Nên là nhận định cuối cùng của mình, đối với con mắt của mình, cảm quan của mình, thì mình nếu là mình sẽ bù thêm 2,5 triệu để mua chiếc Jupiter Phim này. Còn các bạn thì sao? Hãy để lại bình luận phía bên dưới cho mình biết nha. Rồi, cả hai chiếc xe đều sử dụng thắng đĩa nha các bạn. Thắng đĩa và một con heo thôi. Còn về vấn đề trả góp ha. Trả góp thì hai mẫu xe này bên cửa hàng mình đang có chạy chương trình. Nhiều bạn nói là trả 10% xong dành cả thanh xuân để trả nợ. Đúng rồi. Nhưng mà bên cửa hàng mình hiện tại đang chạy chương trình với ngân hàng. Các bạn chỉ cần trả trước cho mình khoảng 10% thôi là các bạn sẽ được mức lãi cực kỳ ok nhất. Còn bạn nào có điều kiện hơn thì mình trả 40 hoặc 50%, các bạn sẽ được nhận cà vẹt gốc mang về, nhưng cái mức lãi nó sẽ nhỉnh hơn tí xíu nha các bạn. Đi mua xe nhớ giúp cho mình đem chứng minh nhân dân hoặc là sổ hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân với bằng lái xe, các bạn sẽ mua trả góp. Còn mua tiền mặt chỉ cần chứng minh nhân dân giúp cho mình là đủ rồi, ok ha. Rồi, đó là một số nhận định riêng của mình về hai mẫu xe này. Mong là những cái điều mình nói vừa xong á thì sẽ giúp cho các bạn có thể lựa chọn một mẫu xe mà bạn thích nhất. Mua xe này về đi ráp cũng khá là ok, tiết kiệm nhiên liệu ha. Không phải Yamaha bây giờ là hao xăng đâu, Yamaha bây giờ rất là tiết kiệm nhiên liệu rồi. Rồi, thì nếu là các bạn sẽ lựa chọn Jupiter Phim với mức giá là 27,5 triệu hay là CSI với mức giá là 25 triệu đồng, hãy để lại bình luận phía bên dưới cho mình biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo. Chúc các bạn một buổi tối xem video thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.